Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đảng Cộng Hòa lấy lại được chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Louisiana sau 8 năm. Bộ trưởng Tư pháp là Jeff Landry, thành viên của Đảng Cộng Hòa, đã được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Ông đã giành được chiến thắng trong cuộc đua tranh cử vào chức thống đốc của tiểu bang Louisiana, cầm chân một số lượng lớn ứng cử viên. Đây là thắng lợi lớn cho Đảng Cộng Hòa khi họ giành lại được chiếc ghế thống đốc lần đầu tiên sau 8 năm. Landry sẽ thay thế cho thống đốc hiện tại là John Bel Edwards, không thể ra tái tranh cử do bị giới hạn nhiệm kỳ. Ông Edwards là thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ duy nhất ở tại miền Nam. Landry năm nay 52 tuổi đã nâng cao danh tiếng của Bộ trưởng Tư pháp kể từ khi nhận nhiệm sở vào năm 2016. Ông đã dùng chức vụ để bảo vệ các quan điểm của chính sách bảo thủ. Gần đây hơn, ông đã được chú ý đến vì tham gia vào việc ủng hộ trung thành cho luật pháp của Louisiana, vốn gây ra nhiều tranh luận, trong đó gồm có việc cấm chăm sóc y tế, khẳng định giới tính với những người chuyển giới, lệnh cấm phá thai gần như là toàn bộ của tiểu bang mà không có ngoại lệ. Ông đã từng có nhiều lần xung đột với ông Edwards về các vấn đề ở trong tiểu bang, gồm có quyền lợi của cộng đồng LGBT và tài chính của tiểu bang cũng như là án tử hình. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cũng nhiều lần đưa Louisiana vào trong các cuộc tranh đấu về chính sách ở cấp quốc gia, gồm có hạn chế sản xuất dầu khí và luật bắt buộc phải chích vaccine COVID-19 của Tổng thống Joe Biden. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Cơ quan FBI cảnh báo sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas. Giám đốc cơ quan FBI là ông Christopher cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong lúc cuộc giao tranh giữa nhóm chiến binh Hamas và Do Thái xảy ra. Ông cho biết như sau, lịch sử đã chứng kiến tình trạng bài Do Thái và các hình thức cực đoan bạo lực khác trong thời gian quá dài. Việc nhắm mục tiêu vào một cộng đồng vì đức tin của họ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Christopher Gray đã nói trong bài phát biểu tại Hội nghị các thủ lĩnh quốc tế thuộc Hiệp hội Cảnh sát tại thành phố San Diego. Ông cho biết thêm như sau, chúng tôi vẫn cam kết tiếp tục đương đầu với các mối đe dọa bạo lực, kể cả ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Chúng tôi đang nhận thấy sự gia tăng các mối đe dọa được báo cáo và chúng tôi phải cảnh giác, đặc biệt là đối với những kẻ đơn độc có thể lấy cảm hứng từ các sự kiện gần đây để thực hiện các hành vi bạo lực. Đã có hơn 3.500 người thiệt mạng ở cả hai phía kể từ khi giao tranh giữa Do Thái và phe Hamas bắt đầu cách đây một tuần. 29 công dân Hoa Kỳ cũng đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột. 15 người Mỹ và một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ cũng đã bị mất tích. Nhiều chính trị gia Hoa Kỳ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, đã lên tiếng ủng hộ cho Do Thái trong cuộc xung đột này. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết như sau, trong thời điểm này, chúng tôi phải nói rõ như sau. Chúng tôi sát cánh cùng với Do Thái và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Do Thái có những gì mà họ cần đến để chăm sóc cho công dân của họ. Bên cạnh đó là quyền được tự vệ cũng như đáp trả cuộc tấn công từ phe Hamas. Cuối cùng thì không có lời biện minh nào cho khủng bố. Nổ súng đã xảy ra ở tại một hội chợ mang tên là State Fair of Texas ở thành phố Dallas khiến cho 3 người bị thương. 3 người đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ở hội chợ State Fair of Texas tại thành phố Dallas vào tối 14 tháng 10, theo tạp chí Newsweek đưa tin. Cảnh sát của Dallas xác nhận, ngay sau 8 giờ tối, một người bị giam sau vụ nổ súng xảy ra ở tại khu vực ẩm thực ở tại hội chợ, nằm gần sân vận động Cotton Bowl. Ban tổ chức của hội chợ cho biết, lực lượng an ninh có mặt ở hiện trường để bảo đảm sự kiện đã ra lệnh cho dân chúng phải rời lập tức ra khỏi công viên. Theo đài tin tức địa phương cho biết, nghi can 23 tuổi đã bắn vào một người đàn ông khác, khiến cho 3 nạn nhân bị thương, nhưng được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát của Dallas cho biết là nghi can cố gắng chạy trốn ra khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt lại, và đồng thời một khẩu súng cũng đã được thu hồi. Cơ quan công lực địa phương hiện nay đang điều tra sự việc. Một đoạn clip được quay từ gần cổng đầu tiên vào hội chợ và sân khấu Chevrolet Main Stage cho thấy là hàng trăm người, trong đó có cả nhiều trẻ em, đang chạy trốn ra khỏi khu ẩm thực. Ông Adam Bazadula là ủy viên của Hội đồng thành phố Dallas cho biết, giới chức thành phố thông báo với ông rằng vụ nổ súng xuất phát từ xung đột giữa hai người quen nhau, mặc dù cảnh sát vẫn chưa xác nhận được điều này. Có quyền mang vũ khí là một chuyện, còn có luật khác, chẳng hạn như là mang theo không có giấy phép, giúp cho các hành động bạo lực súng đạn vô nghĩa như thế này được thực hiện dễ dàng hơn ở tiểu bang của chúng ta. Ủy viên Bazadula đưa ra tuyên bố như trên. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ là ông Robert Kennedy Jr. quyên góp được 9 triệu Mỹ Kim, nhưng đã chi tiêu hết 7 triệu Mỹ Kim.
ứng cử viên Tổng thống Robert F. Kennedy Jr. đã quyên góp được 9 triệu Mỹ Kim, theo các con số do Ủy ban tuyển cử liên bang đưa ra. Tuy nhiên, ông lại tiêu xài cho cuộc vận động bầu cử hết 7 triệu Mỹ Kim chỉ trong vòng 3 tháng qua, tức là thời gian cuối trước khi ông rời đảng Dân Chủ để quay sang làm một chính trị gia độc lập. Một ủy ban hành động chính trị, tức là PAC, ủng hộ cho việc ứng cử của ông và cho biết rằng họ đã quyên góp được 11 triệu Mỹ Kim chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau khi ông loan báo ra ứng cử chức vụ tổng thống trong tư cách độc lập và đặt bản doanh tại New Jersey. Đợt chi tiêu lớn nhất của ban vận động tuyển cử của ông Kennedy đó là hơn 916.000 Mỹ Kim, là số tiền dùng cho công cuộc bảo vệ an ninh riêng cho ông, được trả cho công ty Gavin the Baker, là một công ty tư nhân đã đóng góp tới 4.500.000 Mỹ Kim để ủng hộ cho cuộc tranh cử của ông Kennedy hồi đầu năm nay. Ban vận động tuyển cử cũng đã chi ra hơn 260.000 Mỹ Kim tiền đi lại đó đây, kể cả đi đến vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, nhằm làm gia tăng hình ảnh của ông Kennedy trước mắt của báo chí truyền thông. Theo đó, có việc chi ra tới 218.000 Mỹ Kim cho các sản phẩm truyền thông do nhiều hãng khác nhau thực hiện cho cuộc tranh cử của ông Kennedy. Ban vận động tuyển cử loan báo rằng Amalis Fox Kennedy là con dâu của ứng cử viên Kennedy Jr. và cũng là một nhân viên cũ của cơ quan CIA sẽ đảm nhiệm việc quản trị Ủy ban vận động tuyển cử của bố chồng. Amalis hiện nay là nhân viên vận động tuyển cử được trả lương cao nhất trong tam cá nguyệt thứ ba của năm nay và người này lãnh được tới 49.000 Mỹ Kim tiền thù lao. Tính từ tháng 7 cho tới tháng 9 năm nay, quỹ vận động tuyển cử của ông Kennedy Jr. đã chi ra tới 720.000 Mỹ Kim cho tiền lương của các nhân viên. Hãng xe Ferrari chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Hãng xe sang Ferrari đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử đối với những giao dịch mua xe hơi thể thao hạng sang của hãng này ở tại Mỹ và dự kiến sẽ mở rộng cơ chế này sang thị trường của Âu Châu sau khi nhận được đề nghị của các khách hàng giàu có của hãng. Đã có các công ty có số vốn hóa lớn ở trên thị trường chứng khoán thường tránh nhận thanh toán bằng tiền điện tử bởi sự bấp bênh của đồng Bitcoin và các loại token khác đối với giao dịch thương mại. Trước đó, hãng xe điện Tesla đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin từ năm 2021, nhưng tỷ phú Elon Musk đã rút lại quyết định này do lo ngại về môi trường. Phát biểu với báo giới, giám đốc về marketing và thương mại của Ferrari là ông Enrico Galliera cho biết, tiền điện tử đã có nhiều nỗ lực để giảm đi khí thải CO2 thông qua việc áp dụng phần mềm mới và tăng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Galliera nhấn mạnh rằng công ty quyết định thực hiện mục đích trung hòa khí thải vào năm 2030 trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình. Ferrari cho biết quyết định trên được đưa ra để nhằm đáp ứng mong đợi của thị trường và các nhà môi giới khác, khi rất nhiều khách hàng của công ty đã đầu tư vào tiền điện tử. Hãng xe Ferrari của Ý đã bán được 13.200 chiếc xe trong năm ngoái, với giá khởi điểm là hơn 211.000 Mỹ Kim cho một chiếc xe và có thể lên đến là 2 triệu Mỹ Kim. Một nghi can ăn trộm hàng hóa tại hơn 100 cửa tiệm Home Depot. Người này bị bắt giữ tại tiểu bang Pennsylvania. Cảnh sát loan báo, nghi can có tên là Antonio Bryan, là cư dân của tiểu bang Georgia, đã bị bắt giữ sau khi làm hệ thống của cửa hàng dụng cụ tân trang nhà cửa Home Depot bị thiệt hại lên tới hàng chục ngàn Mỹ Kim. Sở cảnh sát của Ohio Township của tiểu bang Pennsylvania cho hay, nghi can Bryan đã bị cáo buộc là ăn trộm hàng hóa tại các cửa tiệm Home Depot ở hàng loạt các tiểu bang như là Texas, Kansas và Ohio. Cảnh sát cho biết rằng nghi can Bryan đã bị phát hiện sau khi cảnh sát viên có tên là Brizzy ở Ohio Township nhìn thấy chiếc xe của người này. Ông cho biết như sau, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin có được qua vụ bắt giữ này với các cơ quan công lực trên khắp cả nước Mỹ để truy tố thêm. Nghi can Antonio Bryan đã nộp tiền thế chân tại ngoại hầu tra sau khi được đưa vô nhà tù quận hạt Allegheny. Hồi tháng 8 vừa qua, thì tập đoàn Home Depot cho biết rằng tính tới cuối tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay, họ đã có tổng cộng tới 2.326 cửa hàng bán lẻ ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cùng với thủ đô Washington, Puerto Rico, US Virgin Islands và đảo Guam cùng với 10 tỉnh ở Canada cũng như ở Mexico.
Hàng chục người ở tiểu bang Georgia đã bị bắt, bao gồm có cả nhân viên biên phòng, bởi vì đi vào công viên để quan hệ tình dục. Một công viên ở thành phố East Point của Georgia đã trở thành nơi ngày càng có nhiều người vô đây để quan hệ tình dục. Cảnh sát cho biết, theo đài truyền hình địa phương đưa tin, vụ bắt giữ một nhân viên của cơ quan thuế vụ và biên phòng Hoa Kỳ, tức là CBP, mới đây trong Sky Park cho thấy là tình trạng này phổ biến như thế nào. Theo ông Sean Buchanan, cảnh sát trưởng của East Point cho biết, chuyện này xảy ra giữa ban ngày, ông này bị bắt vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Ông Buchanan đã nói với các đài truyền hình địa phương như vậy. Tuy nhiên, phần lớn người bị bắt không phải là cư dân của East Point. Ông Garrett Reinhardt, 37 tuổi, là nhân viên của cơ quan thuế vụ và biên phòng Hoa Kỳ, đã bị bắt vào hôm thứ Năm, nâng tổng số người bị bắt vì hẹn hò ở Sky Park để quan hệ tình dục với hàng chục người. Ông Reinhardt đã liên lạc với cảnh sát viên của East Point thông qua ứng dụng hẹn hò nổi tiếng. Khi tới công viên thì ông Reinhardt bị bắt và cảnh sát tìm thấy có bao cao su ở trên người của ông, theo biên bản bắt giữ của cảnh sát đưa tin. Giá thuê nhà tại thành phố Oakland, miền Bắc California giảm nhanh nhất nước Mỹ vì họ được xây dựng được nhiều căn nhà mới. Giá thuê các căn chung cư ở thành phố Oakland, là thành phố có khoảng 430.000 cư dân ở Bay Area, miền Bắc của California, đã giảm 7.2% trong một năm qua. Đó là mức giảm nhiều nhất trong số 100 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ. Giá trung bình thuê những căn chung cư một phòng ngủ ở thành phố Oakland trong năm qua chỉ còn là 1.430 Mỹ Kim một tháng, là mức thấp nhất ở thành phố này kể từ năm 2017. Giá thuê nhà giảm đi phần lớn là vì thành phố Oakland xây dựng thêm nhiều nhà mới. Trong 10 năm qua, thành phố này đã xây thêm khoảng 8.000 căn giúp giải quyết phần nào tình trạng bị thiếu nhà cửa. Ngoài ra, thì dân số ở thành phố Oakland trong năm qua cũng giảm đi sau nhiều năm gia tăng. Vài năm qua, trong số 73 thành phố lớn nhất của tiểu bang California, thì Oakland có tỷ lệ xây dựng nhà mới nhiều xếp hạng thứ 5 và dân số thì giảm nhiều tới hạng thứ 7. Tuy dân số có giảm đi, thế nhưng số lượng nhà có người ở tại thành phố Oakland lại tăng lên. Giá thuê nhà giảm trong năm qua, sau nhiều năm, thành phố này bị thiếu trầm trọng những căn nhà có giá vừa phải vì cư dân mới ồ ạt dọn tới thành phố này mà nhà mới lại xây không kịp. Từ năm 2015 cho tới năm 2018, giá thuê nhà tại thành phố Oakland cũng tăng khoảng 25%, trong khi giá nhà thì tăng khoảng 40%. Trong 10 năm tới đây, thành phố Oakland dự tính sẽ xây thêm 36.000 căn nhà, tức là tăng 25%. Oakland có động lực gia tăng xây nhà mới nhờ hàng loạt các luật của tiểu bang California yêu cầu các thành phố phải xây dựng đủ số nhà và loại bỏ một số rào cản đối với việc xây dựng. Theo thủ tục phân chia nhu cầu nhà ở cấp vùng là thủ tục bắt buộc của tiểu bang California để xác định số lượng nhà mới phải xây dựng tại nơi nào, thì Oakland phải xây thêm ít nhất là 26.000 căn nhà từ nay cho tới năm 2031, tức là hơn 10.000 căn trong số đó phải dành cho các gia đình có lợi tức thấp. Giá thuê nhà tại thành phố Oakland giảm đi cũng là xu hướng trên khắp nước Mỹ. Giá thuê nhà trung bình ở nước Mỹ hiện nay thấp hơn cách đây một năm là 1.3%. Tính trên toàn nước Mỹ thì giá trung bình thuê nhà chung cư một phòng ngủ hiện nay là 1.170 Mỹ Kim một tháng. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.